Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đội tự vệ sung phong ngoại thành Hà Nội trong những ngày sục sôi cách mạng. Thời ấy, cả một vùng rộng lớn phía tây nam thành phố, từ Hạ Yên Quyết, Lãng Thượng, Lãng Hạ đến Giáp Nhất, Quan Nhân, Cự Lộc, Chính Linh Thượng Đình là địa bàn hoạt động chính của các đội viên tự vệ vốn là thanh niên học sinh các trường Văn Lan, Thăng Long được giác ngộ cách mạng, tràn đầy nhiệt huyết, dũng cảm. Những hoạt động tuyên truyền táo bạo. Sau ngày Nhật đảo chính pháp ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, đội tự vệ sung phong ngoại thành được thành lập. Sẩm tối một ngày cuối tháng 3, chúng tôi bí mật đến khu nghè làng giàn, trung kính tập trung trước lá cờ đỏ sao vàng khoảng 30 cm, 140 cm. Có hàng chữ tự vệ sung phong chúng tôi tuyên thệ hy sinh để giải phóng tổ quốc và hô khẩu hiệu đà đảo phát xít Nhật ủng hộ Việt Minh. Tôi được giao trách nhiệm làm đội trưởng, đội tự vệ sung phong ngoại thành gồm 20 đội viên, chọn lựa từ thanh niên cứu quốc. Từ tháng 4, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, cổng đình chùa thường là những nơi được gián truyền đơn, áp phích, báo hồn nước. Tờ báo này là cơ quan ngôn luận của đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, số đầu tiên của báo in tại 15 hàng phèn bằng đá ẩm sau đó chuyển sang in tại nhà tôi ở làng giáp nhất được số 2, 3, 4. Nhờ có ông anh tôi làm kiểm lâm ở Yên Bái giúp đỡ tài chính, chúng tôi in cả truyền đơn và sách vở như chương trình Việt Minh, cách đánh du kích. Đặc biệt tờ áp phích đã được in ba màu, có hình người chiến sĩ du kích, dưới là khẩu hiệu ủng hộ dân quân đánh đuổi giặc Nhật và tờ áp phích tên chó săn Võ Văn Cầm là tác phẩm của anh Cung. Một nhóm đội viên đã dán áp phích vào thành xe điện chạy tuyến cầu giấy bờ hồ. Xe điện chạy đến đâu, dân xem đến đó rất ấn tượng và hiệu quả lần sau chúng tôi không chỉ dán áp phích lên tàu điện chạy tuyến hà đông bờ hồ mà còn kéo kép tà vẹt xe điện xuống để buộc cờ đỏ sao vàng lá cờ tung bay trên nóc xe điện ai nhìn thấy cũng kính nể các ông việt minh vui mừng hả dạ những hoạt động tuyên truyền táo bạo của chúng tôi hòa nhịp với hoạt động xuất quỷ nhập thần của đoàn tuyên truyền sung phong hoàng diệu trong nội thành làm cho khí thế cách mạng mỗi lúc một dâng cao mùa súng và mỏ súng chuẩn bị khởi nghĩa các đội viên tự vệ tích cực chủ động tự sắm vũ khí cho mình, bằng nhiều hình thức sáng tạo, dùng súng địch mà đánh địch. Cuối năm 1944, anh Thế, Hiền, người làng láng hạ do quen biết viên đội pháo binh ở pháo Đài Láng nên đã mua được một khẩu súng trường Nga và 150 viên đạn với giá 150 đồng Đông Dương, tương đương với 3 tạ gạo lúc đó. Số tiền này tôi xin ông anh đang làm kiểm lâm ở Yên Bái gửi về cho gia đình, rồi đưa cho anh Hiền mua súng. Trong đêm tối, tôi và anh Vũ Gia Thịnh nhận súng lội qua sông Tô Lịch, về giáp nhất, cất giấu, lòng vui mừng khôn xiết. Cuối tháng 3 năm 1945, được cơ sở báo lính khố xanh, khố đỏ vứt súng xuống, xuống sông Hồng ở làng Bát Tràng chạy tháo thanh y Nhật đảo chính Pháp. Tôi và anh Nguyễn Văn Nhân đến làng Bát Tràng ra bờ sông xem xét lấy súng cách nào. Nhờ có hai cha con ông thuyền trải, chúng tôi thuê họ lấy giúp đồ nghề bị rơi xuống sông. Sau bốn lần quăng trải, có móc, già đi, già lại khúc sông ông kéo lên được khẩu súng trường. Thấy ông sợ hãi, chúng tôi đành phải nói thật là người Việt Minh, nhờ ông mò súng để đánh đuổi Nhật, Pháp. Ông vui vẻ già móc tiếp, đến xế chiều thì được ba khẩu súng trường mút cơ tông. Vô cùng mừng rỡ, với chiến lợi phẩm dưới lòng sông, chúng tôi bó súng, nhờ ông đưa sang sông. Còn ông nhất định không nhận tiền công, để ủng hộ Việt Minh. Cảm ơn ông, chúng tôi cắt đường mò mẫm đi trong đêm, về đến giáp nhất thì đã gần sáng, bụng đói mềm cũng chẳng còn cơm nguội để mà vét nổi. Cứ thế chúng tôi ôm nhau ngủ. Trước ngày khởi nghĩa số súng tự kiếm được và súng do ban cán sự đảng cấp cho đội cả thầy có 10 khẩu các loại. Với những khẩu súng này, chúng tôi ra oai chấn áp bọn phản cách mạng rất có hiệu quả. Phá kho thóc ở làng Mọc, Quan Nhân. Đây là kho thóc do phát xít Nhật lập ra để chứa thuế thóc của nhân dân ngoại thành. Nghe tin ở một số tỉnh, nhân dân đã phá kho thóc. Chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo với ban cán sự đảng và được các đồng chí đồng ý hẹn khi phá kho thóc sẽ huy động đoàn tuyên truyền sung phong Hoàng Diệu từ nội thành ra hỗ trợ. Để thực hiện kế hoạch, chúng tôi huy động anh Đỗ Huy, người làng quan nhân điều tra kho thóc về đường ngang ngõ tắt đến kho. Chiều ngày 11 tháng 7, cả anh Lê Vân, tôi và các đội viên đều tỏa đi các làng hô hào, vận động bà con, nhưng không dám nói phá kho thóc mà nói rằng bà con gia đình có nhiều chuyện rất hay. Lúc này, lý trường các làng đã bị chấn áp, nằm im rồi. Khoảng 9 giờ tối, trước cửa sân đình bó đuốt được đốt lên và lá cờ tung ra cuộc meeting tinh bắt đầu một diễn giả lên diễn thuyết vạch rõ âm mưu của phát xít nhật kêu gọi đồng bào ủng hộ việt mnh kêu gọi nhân dân phá kho thóc cả kho mở tung bà con ùa vào lấy thóc trong sự bảo vệ của đoàn tuyên truyền xung phong hoàng diệu và đội tự vệ xung phong ngoại thành của chúng tôi vài hôm sau có một tên sĩ quan nhật đến nhỏ ngó cái kho trống rỗng rồi lặng lẽ bỏ đi Cuộc phá kho thóc thắng lợi không chỉ cứu đói cho dân nghèo, mà chủ yếu là làm cho uy thế của Việt Minh càng được nâng cao lôi cuốn quần chúng đi theo cách mạng. Năm 2006, đỉnh Mộc Quan Nhân và đỉnh Giáp Nhất được gắn biển di tích cách mạng. Đại lý Hoàn Long trong những ngày Tổng Khởi Nghĩa Sau cuộc họp mở rộng của Ủy ban Khởi Nghĩa đêm ngày 17 tháng 8 năm 1945 tại nhà bà Hai Nhã, thôn Dịch Vọng Tiền, nay thuộc phường Dịch Vọng, mở sáng ngày 18 tháng 8 anh Lê Vân đến ngay nhà tôi truyền lại chủ trương của sứ ủy và thành ủy. Chúng tôi nhanh chóng vạch kế hoạch khởi nghĩa, đội tự vệ sung phong ngoại thành làm nòng cốt cho nhân dân và các đoàn thể cứu quốc giành chính quyền sớm nhất ở làng Hạ Yên Quyết rồi kéo xuống làng Giáp Nhất, Quan Nhân. Làng Thượng Đình khởi nghĩa xong, sang làng Cự Lộc hai cánh quân gặp nhau ở làng Chính Kinh rồi tiến ra Đại Lý Hoàn Long. Cuộc khởi nghĩa đã diễn ra đúng như kế hoạch. Sáng ngày 19 tháng 8, sau khi tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng ở các làng, quần chúng tham gia đoàn biểu tình, tiến về đại lý Hoàn Long. Đi đầu là một đội viên tự vệ dương cao cơ đỏ sao vàng. Đoàn người cuồn cuộn đi như sóng trào thác cuốn, áo nâu của nông dân xen với áo xanh, áo trắng của học sinh, áo nâu và khăn mỏ quả, vài vác má tấu của phụ nữ. Chị em à đào ở ngã tư sở cũng gia nhập đoàn biểu tình. Dòng người vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm bọn lính nhật trên xe cam nhông hầm hầm chĩa súng vào đoàn biểu tình nhưng trước khí thế sục sôi như nước vỡ bờ của quần chúng lính nhật đã giữ thái độ lặng im phòng thân tại đại lý hoàn long viên quan đứng đầu đại lý là đặng vũ niết đã bỏ trốn viên quản theo lệnh của tôi và anh lê vân cho lính giao nộp vũ khí cho cách mạng một lá cờ lớn được kéo lên đỉnh cột cờ sắt lô cốt anh đỗ lệnh khang cầm súng đầu súng có lá cờ tự vệ xung phong hiên ngang đứng gác trước cơ quan chính quyền cách mạng lâm thời ngoại thành. Tôi, anh Lê Vân và một số đội viên ở lại, đa số anh em tiếp tục vào nội thành tham gia khởi nghĩa, lấy phủ khâm sai, trại bảo an binh. Sau đó, anh Lê Vân ở lại đại lý Hoàn Long, giải quyết những công việc cấp bách của chính quyền lâm thời. Tôi ra chiến khu Đông Triều. Lúc này, tôi mới 17 tuổi tuổi đẹp nhất của cuộc đời chiến sĩ. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên nhấn like đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành xin chào và hẹn gặp lại